Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo thông tin từ lãnh đạo Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông PHB, sinh năm 1984. Ông PHB là người đã đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông xảy ra vào sáng ngày 13 tháng 3 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cụ thể, vào chiều ngày 14 tháng 3, một cán bộ hải quan tỉnh Nghệ An đã xác nhận người điều khiển xe máy là anh PHB, sinh năm 1984, đang công tác tại tri cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, cục hải quan tỉnh Nghệ An. Anh B trong lúc lưu thông trên đường đã va chạm với ô tô đoạn ở vòng xoay đại lộ Lenin, thành phố Vinh vào sáng ngày 13 tháng 3. Vị cán bộ trên cho biết B đã điện thoại báo cáo lại toàn bộ sự việc, sau đó những người liên quan đến làm việc tại Công an Phường Hưng Dũng và Công an thành phố Vinh. Đây là sự việc đáng tiếc trong ứng xử khi tham gia giao thông. Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông PHB. Hiện Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy cũng đang chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra để có hình thức kỷ luật đối với ông PHB. Ông PHB là cán bộ công tác tại Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, đóng tại địa bàn huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Trong các ngày từ 11 đến ngày 15 tháng 3, ông PHB được triệu tập đi thi đánh giá năng lực tại thành phố Vinh. Còn anh DDH, chồng của nữ tài xế ô tô chia sẻ, sự việc xảy ra khiến gia đình mệt mỏi. Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà tài xế xe máy đã đến xin lỗi gia đình. Người chồng cho biết, may khi người này đập vỡ kính ô tô thì kính không văng vào mặt vợ tôi, lúc anh ta ném mũ bảo hiểm cũng không trúng người, được biết tài xế xe ô tô là một nữ cán bộ quân đội. Trước đó khoảng 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3, tại vòng xuyến ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô. Vào thời điểm trên, nam thanh niên đi xe máy Honda Airblade đang đi vào vòng xuyến thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã xe, nam thanh niên hùng hổ lập tức cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô. Toàn bộ hành động của nam thanh niên được người tham gia giao thông quay lại và đăng lên mạng xã hội. Nhiều người xem xong clip bày tỏ rất phẫn nộ trước hành vi hùng hổ, hủy hoại tài sản của nam thanh niên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra, hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, địa phương đã nhận được đơn trình báo việc chị Huỳnh Thị CT, 19 tuổi mất tích. Chị T đã đi khỏi nhà, chị ấy đi như thế nào, lý do vì sao thì công an đang vào cuộc xác minh, vị lãnh đạo xã chia sẻ. Trước đó, một đoạn clip dài hơn 16 phút lan truyền trên mạng xã hội được cho là gia đình của chị T đã chia sẻ thông tin vụ việc. Theo đoạn clip, đám cưới của chị T sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 3. Sáng ngày 9 tháng 3, chị T nói với mẹ đi ra thành phố Ngã Bảy, cách nhà khoảng 5 km để làm móng tay chân, thời gian khoảng 3 giờ đồng hồ. Chờ mãi không thấy chị T về, người nhà gọi qua điện thoại nhưng không nhận được phản hồi. Kể từ đó đến nay, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy, mất liên lạc hoàn toàn với chị T. Cũng theo đoạn clip, người nhà chị T tìm đến tiệm làm móng hỏi thăm thông tin. Phía tiệm này cho biết, ngày 9 tháng 3, cửa hàng mất điện, không có ai tới làm móng. Khi rời nhà, chị T mang dây chuyền vàng đi xe máy. Hàng xóm gần nhà chị T cho biết, họ đã nhận được thiệp mời cưới, việc cô dâu mất tích bí ẩn, khiến ai cũng lo lắng. Cô dâu vốn sinh, ngoan, không có mối quan hệ phức tạp nào. Hiện tại gia đình chị T cũng đều trong trạng thái bất an, đứng ngồi không yên vì con gái đột nhiên mất tích. Em trai chị T cho biết đám cưới hiện đã chuẩn bị xong xuôi. Người thân khẳng định lễ cưới là mong muốn của chị T, không hề có chuyện cưỡng ép. Vì vậy chuyện chị T mất tích càng khiến gia đình lo lắng. Được biết nhà chị T cách nhà chú rể là anh Trần T.T. 22 tuổi, chỉ khoảng 2 km. Trước sự việc trên, mọi người đều đang hết sức lo lắng, anh Tê cũng đang đi khắp nơi tìm kiếm vợ sắp cưới. Ông Trần Văn Lở, cha anh Tê nói, mấy ngày nay con trai tôi liên tục đi tìm vợ, hôm nay cũng thế, đi từ sáng sớm rồi. Tôi nghe nói bố của Tê nhận được thông tin có người giống con gái ở trên đồng này nên đã lên đó tìm rồi. Ông Lờ cho biết, ông và bố chị Tê là bạn lâu năm, hai gia đình rất ủng hộ mối quan hệ của cô dâu và chú rể. Lễ đám nối, lễ ăn hỏi được tổ chức từ năm ngoái, kể từ đó hầu như ngày nào chị Tê cũng sang nhà người yêu chơi. Chúng tôi đã coi Tê như con trong nhà rồi, chúng tôi rất mong Tê sớm trở về, chỉ cần các con còn yêu nhau, còn muốn cưới nhau thì lễ cưới vẫn sẽ diễn ra, nếu không làm kịp theo lịch thì sẽ tổ chức lại, ông lờ nói. Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh thông tin đang thụ lý điều tra vụ việc thiếu nữ 15 tuổi mất liên lạc với gia đình từ ngày 25 tháng 2. Thông tin ban đầu, anh Trần Thanh Việt đã đến Công an trình báo việc con gái 15 tuổi là Trần Thị Trúc Mai quê Đồng Tháp, tạm trú tại 45/7A, liên khu 16 18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. Ngày 25 tháng 2 năm 2024, Mai ra khỏi nhà đi đâu không rõ. Theo người thân, khi đi ra ngoài, Mai mang theo điện thoại. Tuy nhiên, gia đình không thể liên lạc với Mai. Gần 3 tuần trôi qua, gia đình đã chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin gì nên đến cơ quan công an trình báo. Sau đó, công an quận Bình Tân phát thông báo tìm Trần Thị Trúc Mai, đồng thời gửi đến các cơ quan đơn vị, địa phương và người dân biết để phối hợp tìm kiếm. Cơ quan chức năng thông tin, nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về Trần Thị Trúc Mai thì báo ngay đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 1114 quốc lộ 1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân hoặc điện thoại 0933070388 gặp cán bộ Trần Đức Trung để phối hợp và tiếp nhận. Trước đó ngày 20 tháng 2, công an thành phố Hà Nội thông báo tìm hai cô gái ở huyện Thanh Oai và thường tín nghi mất tích. Sau nhiều giờ đăng tải, gia đình xác nhận hai cô gái đã trở về nhà. Trường hợp thứ nhất là chị Bàn Thị Thương, 19 tuổi, trú tại xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội, gần 10 ngày không liên lạc với gia đình. Khuya cùng ngày, gia đình tìm thấy chị Thương đang ở nhà một người quen. Cũng trong ngày 20 tháng 2, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị Tâm, sinh năm 2003, trú tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội, về việc chị Tâm đi khỏi nhà từ chiều ngày 19 tháng 2 đến nay chưa thấy về. Khi đi, chị Tâm mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ. Sau đó, Công an thành phố Hà Nội cập nhật thông tin cô gái này trở về nhà an toàn. Lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng đã bàn giao hai đối tượng, ông Vít Thành Sinh, sinh năm 1999 và Phan Thanh Cường, sinh năm 1998, cùng chú quận Cẩm Lệ, cho Công an quận Cẩm Lệ để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 13 tháng 3, sinh điều khiển xe máy biển kiểm soát 43E100728, lưu thông trên tuyến Lê Đại Hành hướng từ Trường Trinh về cách mạng tháng 8, không đội mũ bảo hiểm. Thời điểm này, Tổ C5 lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng sinh không chấp hành tông xe vào lực lượng tuần tra và bỏ chạy. Sau đó, thanh niên này đến quán nhậu nơ tín, trên đường Lê Đại Hành nhờ bạn là Phan Thanh Cường trở quay lại nơi tổ công tác C5911 làm việc để ném đá. Đến 22h40 cùng ngày, Cường điều khiển xe máy biển kiểm soát 43M100728 trở sinh đến, ném hai cục đá vào lực lượng đang làm nhiệm vụ rồi chạy thoát. Khoảng 10 phút sau, hai thanh niên này tiếp tục quay lại ném đá vào tổ công tác. Trước hành vi manh động của đối tượng, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng huy động các tổ công tác C5911, C2911 và C1911 truy bắt được hai đối tượng cùng tăng vật, bàn giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Cẩm Lệ để xử lý theo luật định. Qua kiểm tra ban đầu xác định, người điều khiển xe máy biển kiểm soát 43E100728 tên Phan Thanh Cường có nồng độ cồn là 0,364mg trên lít, vụ việc hiện đang được công an quận cẩm lệ tiếp tục điều tra làm rõ